Chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại với channel của Dương Luân dễ thương. Trên bàn làm việc của mình hiện tại đang có hai cái màn hình, đây là Huawei MateView và đây là Studio Display của Apple. Thì trong video này mình muốn so sánh hai con này. Dù nó không phải là đối thủ trực tiếp của nhau, nhưng nó là hai cái lựa chọn rất là đáng để cân nhắc khi mà các bạn cần một cái màn hình xịn đẹp cho văn phòng của các bạn, cho cái góc làm việc của các bạn. Vậy thì hai con này nó có ưu và nhược điểm như thế nào? Thì mời các bạn xem thêm trong video này ha. Rồi bây giờ. Bắt đầu nè. Trước khi bắt đầu video thì mình muốn cảm ơn vendor.vn đã cho mình mượn hai cái màn hình này để mình làm cái video chia sẻ với các bạn. Hiện nay các bạn có thể mua được màn hình Huawei MateView lẫn Studio Display chính hãng tại vendor.vn. Mình có để cái link ở bên dưới phần description đó bạn nào cần mua thì có thể sử dụng cái link đó ủng hộ vendor ha. Bây giờ mình sẽ nói về thiết kế trước. Thì phần này á con Huawei MateView trước giờ rồi là nó đã có một cái design rất là đẹp thiết kế của con Huawei MateView gần như là khác biệt hẳn so với lại tất cả những cái màn hình khác mà các bạn có thể mua được từ Dell, từ LG, từ Asus, BenQ, ViewSonic. Cái cách mà Huawei họ làm con MateView á nó rất là giống với lại triết lý của Apple, tức là họ thiết kế nó đơn giản thôi, nó không có nhiều chi tiết, nó không có nhiều thứ rắc rối tuy nhiên nó lại rất là đẹp các bạn nhìn từ trước tới các bạn sẽ thấy là nguyên cái viền của nó cực kỳ mỏng luôn tuy viền bên dưới nó có dày hơn so với ba viền còn lại nhưng mà cái độ dày đó thì nó không quá nhiều để các bạn cảm thấy khó chịu trong khi đó đối với lại studio display thì cái viền của con màn hình này nó dày hơn rất là rõ ràng nó dày hơn đa số những con màn hình hiện đại ngày nay luôn và đó là một trong những nhược điểm lớn nhất mà các bạn có thể nhận thấy được khi mà các bạn xài studio display mặt sau của con huawei á, nhìn vào cũng rất là sexy rất là hấp dẫn và lại một lần nữa nó cũng không có nhiều chi tiết thừa các bạn nhìn vô nó là một cái tấm màu kim loại rất là đẹp và cái thiết kế của Studio Display cũng tương tự như vậy. Về mặt sau thì mình thấy cả hai con này đều đẹp hết và tụi nó đều ngang nhau. Nhưng mà khi các bạn xét tới độ mỏng thì rõ ràng con Huawei MateView á nhìn từ bên cạnh qua là nó mỏng dính luôn, nó mỏng hơn so với lại con Studio Display rất là nhiều. Và nếu như mà bạn thích một cái màn hình mỏng đẹp sexy thì rõ ràng Huawei MateView nó sẽ ghi điểm với bạn nhiều hơn so với lại Studio Display rồi. Phần chân đế của hai con màn hình này đều đi kèm hết. Tuy nhiên các bạn lưu ý ha là đối với lại bản base của studio display thì các bạn chỉ có thể chỉnh được góc nghiêng màn hình mà thôi trong khi đó đối với lại huawei Mate view thì các bạn có thể chỉnh được cả góc nghiêng màn hình cũng như là chỉnh được độ cao đối với studio display để có được cái khả năng từ chỉnh như vậy thì bạn sẽ phải bỏ thêm 400 đô nữa còn không thì các bạn sẽ phải xài am màn hình à nói về am thì con huawei Mate view nó có một cái nhược điểm khá là lớn nếu như mà bạn nào thích xài am đó là bạn không đi dùng am được với con này chắc chắn luôn tại vì nó không có cái ngàm versa mount và bạn cũng không có cách nào để bạn gắn được cái ngàm đó lên hết. Nhưng con Studio Display ít ra nó còn có một cái phiên bản sử dụng ngàm versa mount, nhưng con Huawei MateView là thua. Bạn dùng Huawei MateView thì bạn xác định là bạn sẽ phải xài chân đế của nó luôn nha. Nói về kết nối thì cả hai cái màn hình này đều hỗ trợ kết nối USB-C one in one, tức là các bạn có thể kết nối với laptop của mình chỉ bằng một sợi cáp duy nhất mà thôi. Ờ, nó sẽ truyền luôn cả hình ảnh nó sẽ truyền luôn cả data và nó sạc luôn cho cái laptop của bạn. Thì đó là một trong những điểm mà mình đánh giá cao ở cả hai con màn hình này Một cái màn hình hiện đại, một cái màn hình xịn bây giờ thì không thể nào thiếu được kết nối USB-C rồi ha Riêng đối với lại màn hình của Homemade View, bởi vì nó còn được thiết kế cho thế giới Windows nữa Cho nên nếu cần thì các bạn vẫn có thể dùng thêm cổng DisplayPort Hoặc là các bạn dùng cổng HDMI đều được Còn với Studio Display á, thì bạn gần như chỉ có một lựa chọn duy nhất thôi là USB-C à, và nhắc đến đây thì mới nhớ đó là nếu như mà bạn xài laptop Windows Thì chắc chắn là bạn bỏ hẳn con Studio Display ra khỏi lựa chọn của các bạn luôn bởi vì nó không được tối ưu cho Windows nó không được xài, nó không được sinh ra dành cho Windows khi mà các bạn xài á cái độ phân giải hiển thị lên nhìn nó khó chịu lắm nhìn nó rất là khác so với những gì mà nó có thể hiển thị được trên Mac ngoài ra khi mà mình thử kết nối con Lenovo ThinkPad X1 Nano của mình vào con Studio Display này á thì nó không nhận ra cái màn hình ngoài luôn và nó không có những cái tính năng điều chỉnh độ sáng không có nói chung là không có gì để bạn điều khiển ở đó cho nên nó rất là khó chịu anh em xài win thì gần như chỉ có một lựa chọn trong cái video này thôi là huawei MateView view ha bây giờ mình sẽ nói về cái thứ quan trọng nhất ở đây đó là bản thân cái màn hình này nhìn nó như thế nào nó có ổn hay không con studio display nó sử dụng màn hình 27 inch tỷ lệ 16:9 và độ phân giải là 5k trong khi đó con huawei MateView view thì nó sử dụng màn hình 28 inch tỷ lệ là 3:2 lưu ý nha, tỷ lệ 3:2 và độ phân giải là 4K. Khi mà mình trải nghiệm trên cái màn hình của con Huawei Mate view á thì mình có một cái cảm giác là nhìn nó thoáng hơn, nhìn nó rộng hơn bởi vì cái chiều cao của nó cao hơn rất là nhiều so với lại một cái màn hình chín Khi mà mình để hai cái màn hình kế nhau á, thì các bạn cũng có thể thấy được sự khác biệt khá là rõ ràng về cái chiều cao rồi. À, cái chiều cao của con Huawei MateView khi mà các bạn xài để các bạn lướt web, đọc báo, lướt Facebook hay thậm chí là các bạn edit hình ảnh á, thì mình nghĩ là các bạn sẽ thích hơn bởi vì nhìn nó có vẻ thoáng hơn 16.9 thì nó là một tỷ lệ wide nó dài ngang ra nó cho phép bạn bố trí nhiều cửa sổ đặt cạnh nhau hai ba cửa sổ song song nhau không vấn đề gì còn Huawei metview thì nó tối ưu cho bạn theo chiều dọc và theo mình á đa số các bạn làm văn phòng hiện nay hay là giống như mình nè à, các bạn làm cốt này nọ các bạn thử qua một lần xài 32 đi mình nghĩ là các bạn sẽ thích bởi vì những thứ mà chúng ta làm á là nó được tối ưu cho chiều dọc chứ nó không phải tối ưu theo chiều ngang như là khi các bạn xem phim như là khi các bạn edit video với một cái timeline dài nói về độ phân giải ha 4K và 5K thì nó khác biệt nhiều hay không Đối với lại anh em xài Win thì nó không khác biệt nhiều Tuy nhiên đối với lại anh em xài Mac á, Thì anh em sẽ thấy là khi các bạn xuất hình ảnh từ con máy Mac của các bạn ra màn hình 5K Của Studio Display Chữ, hình ảnh, mọi thứ nó sẽ mịn hơn, đẹp hơn Trong khi đó nếu mà các bạn xuất ra con Huawei Mate view thì nó vẫn đẹp Tuy nhiên nó sẽ không nét, nó sẽ không xịn như là khi các bạn sử dụng màn hình 5K Bởi vì cái chế độ HIDPI, Scaling của Mac á, Nó sẽ khác với lại cách mà Windows đang sử dụng À, khi mà các bạn xài con Huawei MateView này với laptop Windows thì mọi thứ rất là ngon nha, không có vấn đề gì mà các bạn phải lo lắng hết chữ, mọi thứ, icon này nọ rất là mượt bởi vì cơ chế scaling của Windows là cơ bản là nó phóng to ra thì nó sẽ khác với lại cơ chế của Mac về khả năng hiển thị màu sắc á, thì mình thấy hai cái màn hình này nó đều tốt những cái việc mà mình hay làm cái việc mà mình hay làm nhiều nhất mà cần màu sắc á, là video thì khi mà mình mở một cái cửa sổ video và mình di chuyển giữa hai cái màn hình này á, gần như là nó không có cái sự khác biệt luôn và nó rất giống với những cái gì mà mình thấy được ở ngoài đời rất giống với những cái gì mà camera nó quay lại được cho các bạn thì đó là một cái điểm cộng đối với mình tại vì nếu mà màu nó không đúng á sau một hồi mình đi chỉnh lại á rồi cuối cùng khi mà mình xuất ra kết quả rồi mình up lên youtube này nào mọi người xem mọi người sẽ thấy cái màu nó không đúng là chết luôn á Còn về độ sáng thì sao? Về độ sáng thì rõ ràng là màn hình Studio Display nó cao hơn một bậc so với lại con Huawei MateView rồi à, Độ sáng tối đa của con Huawei MateView đạt được là khoảng 500 nit thôi trong khi đó đối với lại Studio Display thì nó lên được tới 600 nit Và có một cái điểm khác biệt nữa đó là ở cái bản cơ bản trong Studio Display thì nó là màn hình không có mờ, nó không có mét nó là hình glossy trong khi đó đối với lại Huawei MateView thì nó là màn hình mate. Cái này thì nó sẽ có lợi và hại ha. Ví dụ như cái môi trường làm việc của mình là một cái phòng đang rất là sáng đi và phía sau lưng bạn còn có cửa sổ nữa thì một cái màn hình gương như là con Studio Display sẽ là nhược điểm bởi vì các bạn nhìn thấy cái hình ảnh phản chiếu bên trong. Trong khi đó đối với lại cái màn hình mờ của con MateView á thì các bạn sẽ không thấy những cái tình trạng đó và nó sẽ dễ dàng làm việc hơn. Nhưng mà đổi lại thì màn hình glossy lúc nào cũng nét hơn so với lại cái màn hình mờ, nếu như mà bạn nhìn ở khoảng cách gần. Thật ra nếu mà các bạn xài quen rồi thì các bạn cũng không cảm thấy đây là vấn đề đâu. Cái này phụ thuộc vào sở thích hay là cái môi trường, cái chỗ mà các bạn ngồi thôi chứ nó cũng không phải là cái giải pháp nào gọi là tốt nhất và phù hợp nhất cho tất cả mọi người. Cả hai con màn hình Studio Display và Huawei MateView thì đều được tích hợp sẵn loa hết. Riêng Studio Display còn có thêm camera. Tuy nhiên trên con Huawei Mate View thì cái loa này đúng nghĩa là chỉ nghe chống điếc thôi chất lượng âm thanh từ cái loa này rất là tệ các bạn nghe tạm thì được chứ các bạn sử dụng mỗi ngày các bạn nghe nhạc hay thậm chí các bạn chỉ đơn giản là coi video YouTube thôi thì nó cũng đã không được hay rồi trong khi đó loa của con Studio Display là một cái đẳng cấp khác và thậm chí bạn có thể không cần dùng tới loa ngoài không cần dùng loa Bluetooth hay là loa rời bên ngoài luôn mà vẫn có thể làm được tốt công việc của mình và có được những cái trải nghiệm rất là ổn Và đương nhiên là con Huawei MateView nó cũng không có webcam Cho nên nếu mà bạn cần video call, bạn cần livestream, tất cả mọi thứ thì bạn sẽ phải có một cái camera rời phục vụ cho chuyện đó Con Huawei MateView đó, khi mà các bạn xài với lại những thiết bị Huawei thì nó còn nhiều trò lắm Nó còn thêm mấy cái casting không dây rồi này nọ nữa nhưng mà Nhưng mà hiện tại thì mình đang không có bất kỳ một cái điện thoại hay là cái tablet Huawei nào trong nhà mình Cho nên mình cũng không cho các bạn coi được cái tính năng này Và mình nghĩ đa số anh em mua về thì chắc cũng không dùng cái màn hình MateView vì những tính năng đó mà các bạn dùng nó như là một cái màn hình máy tính bình thường đúng không rồi vậy tóm lại thì đánh giá của mình về hai con màn hình này như thế nào mình sẽ chia thành hai tập người dùng thứ nhất đối với lại anh em xài win thì như lúc đầu mình có nói đó anh em bỏ luôn con studio display ra đừng quan tâm tới nó nữa và anh em nên đi mua huawei MateView view lý do mình recommend cho các bạn đi mua con huawei MateView view là tại vì thiết kế rất là đẹp nè hình ảnh tốt nè không gian làm việc rộng rãi đặc biệt cho những bạn nào làm việc văn phòng là những bạn nào mà thường phải nhìn theo chiều dọc á. Ngoài con Huawei MateView này ra gần như bạn không thể kiếm được một cái màn hình 32 nào chính hãng trong cái tầm giá của con Huawei MateView là khoảng 16 cho tới 17 triệu đâu. Ở Việt Nam chúng ta không có những cái lựa chọn khác để các bạn đi mua ha. Rồi còn nếu mà các bạn xài mát thì sao? Nếu mà bạn xài mát và bạn muốn những gì tốt nhất có thể, bạn muốn hình ảnh mịn nhất, chữ nét nhất, tất cả mọi thứ đều ngon lành nhất có thể thì các bạn đi mua Studio Display đó là một cái chắc chắn luôn tại vì đây là cái màn hình mà apple làm ra và nó được tối ưu dành cho mát nhưng mà đổi lại á, thì bạn sẽ có hai thứ cần quan tâm thứ nhất là cái viền màn hình của nó hơi dày á thì bạn có chấp nhận chuyện đó hay không và thứ hai là bạn có thể bỏ ra được 40 triệu để các bạn mua cái màn hình studio display chính hãng ở việt nam hay không 40 triệu là một con số rất lớn và mình nghĩ là đa số các bạn xem video này và đa số mọi người luôn sẽ không chi nhiều tiền đến vậy cho một cái màn hình. Các bạn dư giả thì không nói rồi ha các bạn muốn những gì tốt nhất thì mình cũng không nói rồi nhưng mà so với lại những gì mà các bạn có thể nhận được trên cái số tiền mà các bạn bỏ ra thì Huawei MateView nó là một đối thủ xứng đáng hơn rất nhiều so với lại Studio Display cái vấn đề loa dở này hay vấn đề không có webcam thì bạn có thể dễ dàng khắc phục được và bằng cách là các bạn đi mua một cái webcam rời con webcam rời mà xịn thì cũng khoảng 2 triệu mấy thôi rồi một cái loa ngon các bạn cũng có thể mua được khoảng 5 triệu cộng lại vẫn rẻ hơn tiền mua một con Studio Display nhưng mà ừ lại là nhưng sẽ có những người nó hơi kỳ lạ một chút họ sẵn sàng bỏ nhiều tiền hơn để họ có được một cái trải nghiệm tốt hơn ví dụ như xài mát thì trải nghiệm của con Huawei MateView á, sẽ là 8.5 trên 10 đi thì bây giờ bạn muốn 10 trên 10 đúng không bạn sẵn sàng bỏ ra thêm vài chục triệu nữa để bạn có được cái sự sướng đó thì ok, lúc đó Studio Display nó sẽ làm bạn sướng hơn Hoặc thậm chí là bạn muốn sướng hơn nữa Bạn lên màn hình Pro Display XDR 6.000 đô, à 5.000 đô chứ Thì lúc đó bạn cũng sẽ sướng theo một cái cách khác đó rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hy vọng thì sau khi xem cái video này các bạn đã rõ hơn về hai cái lựa chọn màn hình rất là hấp dẫn cho Mac ở thời điểm hiện tại và hai cái giải pháp này nó cũng khác biệt so với lại những cái màn hình khác mà các bạn có thể mua được đúng không? Hy vọng là các bạn đã chọn cho mình được một cái màn hình ngon ha. Nếu mà các bạn có thêm những cái câu hỏi nào liên quan tới Huawei MateView View nè hoặc là Studio Display thì mời các bạn comment thêm. Và một lần nữa mình cảm ơn vendor.vn đã hỗ trợ mình hai cái màn hình này để mình có thể trải nghiệm nó bữa giờ nè và chia sẻ với các bạn những cái góc nhìn khác nhau, test những cái tính năng khác nhau. Các bạn nào đang có muốn mua màn hình chính hãng, kể cả Huawei MateView View hay là Studio Display thì mời các bạn liên hệ với vendor.vn ha, họ có bán màn hình chính hãng cho cái hai món này. Và thật ra mình khuyên các bạn là bây giờ những món này thì nên mua chính hãng đi, đừng mua hàng sách tay làm gì, tại vì lỡ mà có vấn đề cần bảo hành này nọ thì nó rất là phiền. Bảo hành chính hãng của Apple và bảo hành chính hãng của Huawei nó vẫn ngon hơn ha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video kế tiếp nha. Bye bye.